Audio Jump. Audio Jump. Yo, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì tiếp tục với series mua hàng trên mạng, thì hôm nay lại là một sản phẩm được mua trên mạng, đó là cái máy massage có hai đầu ra. Cái máy này nó xài massage kiểu là dùng điện là truyền qua những cái miếng dán này và nó sẽ xoa bóp massage cho chúng ta. Thì đây là cái sách hướng dẫn của nó. Và sách hướng dẫn này thì hoàn toàn bằng tiếng Việt nên các bạn có thể yên tâm sử dụng ha. Trong đây thì nó còn những cái hình, những cái nguyệt đạo có thể dán vào mà nó massage hiệu quả, thì nó cũng để ở đây hết. Đây, cái hình này. Và trong hộp chúng ta sẽ có là những cái miếng dán như thế này, để chúng ta lắp vào như là 2, 4, 8 miếng, 8 miếng như thế này. Một cái là một cặp, 2 miếng. Tất cả là 4 cặp 8 miếng. Và tiếp theo đó là 3 viên pin nhỏ như thế này. Tuy rằng pin nó rất là nhỏ nhưng mà thiệt sự pin mới này để vô 3 cục này nó giật cũng là tê người luôn á. Đây là cái dây để chúng ta nối vào những cái miếng dán lúc nãy của mình vừa bỏ ra để dán vào những cái chấu này. Còn đây là dây sạc mà nó tặng kèm. Còn đây là cốc sạc. Thì cốc sạc này mình nghĩ là pin đó thì mình nghĩ là không sạc được đâu. Cái cốc này chỉ để dùng để các bạn xài điện trực tiếp nếu các bạn không muốn dùng pin thôi. Thì chỉ cắm dây vào, cắm sạc như là điện thoại vậy. Thì sạc điện thoại vẫn xài được cho cái máy này. Đây là nhân vật chính của chúng ta. Một cái máy massage có hai đầu ra. Đây. Kiểu dáng thật sự là đúng là rất là thời trang. Nhìn rất là đẹp. Và bây giờ thì mình sẽ gắn thử cái này cho các bạn xem. Ok thì mình đã lắp xong cái máy này rồi. Thì mình sẽ bây giờ mình sẽ chạy thử thôi. Thì cái này nếu các bạn không xài pin thì các bạn có thể gắm adapter như thế này, gắm và các bạn cắm điện trực tiếp mà xài. Thì nghĩ cái này có thể xài được sạc dự phòng, sạc dự phòng các bạn cắm vào thì chắc cũng có thể chạy được. Tiếp theo là mình sẽ dán những cái miếng này vào những cái sợi dây này. Để lát nữa chúng ta sẽ dán vào người để chúng ta massage. Cuối cùng thì những miếng cuối cùng mình cũng đã gắn vào xong. Thì nó nhiều cái miếng này nhiều vải luôn. Rồi mình sẽ lắp pin vào. Thì nó sử dụng 3 cục pin rất là nhỏ thôi. Nhưng mà giật rất là phê luôn á. Đây 3 pin pin. Pin này dùng cho cái remote nhỏ thôi. Ok thì bây giờ là quá trình lắp đặt đã hoàn thành rồi. Chúng ta sẽ thử trên người thật thôi. Nôn nóng quá rồi. Và bây giờ mình sẽ thử trên người thật nhé. Thì những người mới sử dụng cái loại máy này có thể là bạn sử dụng thì có thể sẽ bạn bị hơi giật mình một tí. Vì khi mình bật lên cái dục điện nó chạy vào người á thì mình sẽ bị giật mình. Tuy nhiên thì khi mà mình sử dụng nhiều khoảng là 3-4 lần gì đó thì 2-3 lần thôi
và các bạn sẽ quen với cái dòng điện, và cái mức độ chịu được cái dòng điện của bạn sẽ tăng lên. Những người mới như thế này thì mình chỉnh là khoảng là mức 1 hoặc là tới mức 3 là cao nhất rồi, là họ chịu tê người rồi. Vì những người mới thì mình nghĩ là chỉ nên là dùng mức 1, mức 2 thôi. Các bạn dùng lâu các bạn có thể tăng cái mức lên, nhất là khi mà các bạn bỏ pin mới vào nó giật rất là mạnh. Ok, sau khi gắn xong mình sẽ thử mức 1. Các bạn thấy không? Mức 1 là người đã giật lên như thế này rồi. Nhìn chung thì cái hiệu máy này nó có cái hiệu năng khá là mạnh. Với 3 viên pin như thế này mà nó giật tê người như thế thì mình cảm thấy rất là tốt. Cái hiệu quả massage nó có. Thì nếu các bạn nào quan tâm đến cái loại máy này thì mình cứ để link ở phần mô tả video. Hiện tại thì máy này rất là rẻ thôi. Nó khoảng là 100.000 hoặc 120 gì đó. Thì giá nó khá là mềm, các bạn mua về gia đình sử dụng mình nghĩ là khá là ok. Và video về mở hộp của máy massage dạng dáng này đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video tiếp theo.